Xin mến chào tất cả các cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em lại đi kiếm một cái cây thuốc, một cái cây cỏ. Đây các anh chị và cô bác nhìn kỹ. Đây là cái cây đó nè. Cái cây này thì có tên là hoa cất lợn hay là hoa ngũ sắc, cây cỏ hôi. Rất là nhiều tên, nó mọc dại khắp nơi à. Nguyên cái khu này là nó mọc rất là nhiều luôn. Hôm nay thì em đi thu hái một ít cái hoa này, cái cây này để làm thuốc. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị rất là nhiều những công dụng tuyệt vời của hoa cất lợn. Những cái một cái loại cây mà dược liệu được dùng rất là rộng rãi ở trong đông y. Hôm nay thì mình sẽ lấy nó nhé. Đây các cô bác và anh chị, em lấy một nắm ra đây để mình chia sẻ cái công dụng và cũng như là mình tìm hiểu một số các cái bài thuốc liên quan đến cái cây cất lợn này, cái cây cỏ hôi này, tại sao nó lại được dùng phổ biến trong đông y. Này nó ra hoa này, cái này là hoa cất lợn là tím. Bây giờ thì mình sẽ đi cùng đi tìm hiểu nhé. Cái cây hoa cất lợn này thì cái thành phần, cái bộ phận dùng để làm thuốc thì mình sẽ là dùng toàn thân trừ cái rễ ra. Các anh chị cô bác mình thu hái toàn thân như thế này, trừ cái rễ ra, mình về mình rửa thật là sạch. Sau đó thì mình cắt khúc và phơi khô để dùng dần. Mình có thể dùng tươi hoặc dùng khô đều được nhé. Cái công dụng theo cái y học hiện đại của hoa cất lợn thì cái công dụng đầu tiên đó là nó sẽ ức chế được một số loại vi khuẩn như là trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn coli và tụ cầu vàng. Cái công dụng thứ hai đó là cái cây hoa cất lợn thì có cái công dụng chống viêm, chống phù nề và chống dị ứng rất là tốt. Cái công dụng thứ ba đó là cái trong hoa cất lợn thì cái nồng độ thấp có tác dụng làm giãn mạch ngoại biên. Công dụng thứ tư đó là nó sẽ làm loãng cái dịch đờm và nó làm tăng cái dẫn lưu cái dịch ra khỏi các cái hốc xoang. Là những người mà bị viêm xoang á, anh chị và cô bác, thì nó sẽ làm loãng cái dịch đó ra và nó sẽ dễ dàng nó loại bỏ cái dịch đó ra khỏi cái hốc xoang. Từ đó thì nó cải thiện cái tình trạng bị thở khò khè, ngọt mũi, nghẹt mũi hay là bị khó chịu. Cái công dụng cuối cùng đó là nó ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sự tăng trưởng của các tế bào, nhờ trong cái hoa này nó chứa hàm lượng chất xơ và các protein dồi dào. Theo một số nghiên cứu thì người ta điều chế và sử dụng cái chế phẩm từ cái hoa này điều trị các cái chứng bệnh viêm mũi xoang, có tác dụng rất là tốt trong việc điều trị viêm mũi xoang mạn, viêm mũi xoang dị ứng. Tác dụng kéo dài làm giảm nghẹt mũi, giảm viêm, giảm tiết dịch và giảm hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu. Đó là theo y học hiện đại. Còn theo cái công dụng của cái hoa cất lợn theo cái y học cổ truyền thì hoa cất lợn có vị hơi đắng, tính mát và có cái mùi hôi rất là đặc trưng. Khi anh chị cô bác mình lấy cái hoa này, bởi vậy nên nó có tên là cây cỏ hôi là vậy á. Mình lấy một vài lá của nó, mình chỉ cần vò như này thôi là nó rất là hôi, cái mùi nó hăng lắm. Nó có tác dụng đó là thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, sát trùng, trục ứ và cầm máu. Cái cách dùng và liều dùng thì tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng và từng cái bài thuốc và cái cơ địa của từng người thì sẽ có cái liều lượng khác nhau. Mình có thể dùng khô hoặc là tươi, sắc giã và vắt lấy nước cốt uống, dùng ngoài da hoặc là mình có thể nhỏ vào mũi. Cái liều dùng thì khi uống thì mình sẽ dùng từ 15 đến 30 gram ở dạng khô. Còn ở tươi thì mình sẽ dùng từ 30 đến 60 gram là nó gấp đôi lên. Dùng ngoài da thì không kể liều lượng, các anh chị mình có thể giã, mình đắp mà cái liều lượng bao nhiêu cũng không sao. Những cái người mà sử dụng cái cỏ này hiệu quả thì là những người mà mắc viêm xoang ở cái thời kỳ đầu á, thì mình có thể sử dụng cái hoa cất lợn này để mình điều trị. Phụ nữ sau sinh thì bị rong kinh thì mình có thể dùng cái hoa cất lợn này để cầm nhé. Người bị nóng trong người, bị nhiễm trùng, bị mụn nhọt thì mình cũng có thể sử dụng cái hoa cất lợn này để thanh lọc.
Và tiếp theo đây thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc kinh nghiệm dân gian dùng cái cây hoa ngũ sắc hay là cây hoa cất lợn để điều trị một số bệnh. Cái bài thuốc đầu tiên đó là hỗ trợ điều trị cái bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Thì mình có thể dùng cái cây hoa cất lợn tươi, mình dùng cả cây như thế này, mình rửa thật là sạch 100 g. Mình giã lấy cái nước và mình thấm vào bông gòn, mình nhét vào cái lỗ mũi của mình bị xoang. Mình để trong thời gian khoảng từ 2 đến 30 phút thì nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ điều trị cái bệnh viêm xoang và viêm mũi dị ứng rất là tốt luôn. Cây này mình sẽ dùng tươi nhé. Cái bài thuốc thứ hai để hỗ trợ trị cái dòng huyết sau sinh ở phụ nữ thì mình sẽ dùng từ 30 đến 50 g cái hoa cất lợn tươi này. Cây này mình sẽ rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước mình uống trong vòng từ 3 đến 4 ngày thì nó sẽ cầm cái huyết cho mình rất là tốt. Cái bài thuốc thứ ba đó là bài thuốc hỗ trợ điều trị viêm hô hấp, viêm họng thì mình sẽ dùng cái cây cất lợn là 20 g, kim ngân hoa 20 g và lá rẻ quạt thì mình dùng 6 g, cam thảo đất 16 g. Mình sắc với khoảng 1 lít nước và còn khoảng một nửa thì mình chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Còn một số bài thuốc dùng ngoài ra thì các anh chị và cô bác mình chỉ cần cứ lấy cái cây cất lợn tươi này về mình giã rồi sau đó thì thêm một chút xíu muối thì mình đắp lên cái vết thương bị viêm, bị lở loét. Cái vết đứt tay hay là cái vết mà mình bị thương á, thì mình có thể giã ra và mình đắp lên cái vết thương thì nó cũng có cái tác dụng rất là tốt, làm nhanh Một lành vết số cái thương. lưu ý khi sử dụng cái cây này thì mình không dùng cho các cái trường hợp mà bị dị ứng với cái thành phần của cái cây này nhé. Cái lưu ý thứ hai đó là liều lượng và liều dùng thì mình phải dùng đúng, còn mình không nên dùng quá nhiều thì nó cũng gây cái tác dụng không tốt đối với cơ thể và mình cũng không nên dùng cái nước này thay thế cho cái nước lọc hàng ngày. Trong cái thời gian dài thì nó cũng có cái tác dụng không tốt đối với cơ thể. Vậy là trên đây em đã chia sẻ đến cô bác và anh chị một số những cái đặc tính cũng như là công dụng bài thuốc liên quan đến cái cây hoa cất lợn hay là cái cây hoa ngũ sắc. Cái cây hoa cất lợn thì là một vị thuốc cổ truyền được sử dụng từ rất lâu đời trong dân gian, nhờ có nhiều cái tác dụng quý và cái dược liệu này dùng nhiều trong các cái bài thuốc chữa bệnh cũng như là cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì để có thể phát huy hết cái công dụng của vị thuốc đối với sức khỏe thì các cô bác và anh chị mình có thể tham khảo cái ý kiến của bác sĩ trước khi mình sử dụng và cái liều dùng để nó chính xác nhé. Video chia sẻ về cái cây hoa ngũ sắc hay là cây cất lợn này của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.